Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay 24 tháng 2 năm 2017. Và trong phần đầu bản tin xin được gửi đến quý vị những nội dung nổi bật sau đây. Trong tuần tới sẽ trình chính phủ phương án nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất. Sẽ dùng phần mềm để quản lý thuế tại các quán ăn. Nhưng trước hết sẽ là thông tin 11 quan chức Việt Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì liên quan đến sự cố môi trường Formosa. Thưa quý vị, liên quan đến sự cố môi trường Formosa gây cá chết hàng loạt trên biển miền Trung hồi năm ngoái, thì có khoảng 11 quan chức Việt Nam đã và đang kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp trung ương và địa phương sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Công ty thép Formosa Hà Tĩnh được cho là đơn vị chính gây ra sự cố sa thải khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Doanh nghiệp này cũng từng xin lỗi người dân và chịu hình phạt tài chính 500 triệu đô la Mỹ để khắc phục thiệt hại cho ngư dân các tỉnh miền Trung sau sự cố. Liên quan đến sự cố lần này, sẽ có khoảng 11 quan chức lãnh đạo các cấp của Việt Nam nằm trong danh sách bị truy tố trách nhiệm, xem xét mức độ vi phạm và đưa ra hình thức xử lý kỷ luật. Trong số 11 quan chức này có cả nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, ông Võ Kim Cự, nguyên Phó Bí thư tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016 và một số lãnh đạo cấp cao khác của địa phương. Đây là những quan chức bị cho rằng đã không hoàn thành đúng trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý và giám sát đối với hoạt động của công ty Formosa Hà Tĩnh, gây ra sự cố môi trường biển nghiêm trọng trong thời gian qua. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn đã trình bày 7 phương án quy hoạch, mở rộng và nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tuần tới. 7 phương án trên chia thành 3 nhóm. Phương án thứ nhất là xây mới đường cất hạ cánh số 3 ở phía bắc sân Gôn. Xây dựng hai nhà ga mới và các công trình phụ trợ nằm trên khu vực đất sân Gôn. Phương án này có tổng mức đầu tư là 201.350 tỷ đồng, thời gian xây dựng trên 15 năm, giải phóng 626 hecta mặt bằng, trong đó có khu vườn sự sân Gôn và 322 hecta đất dân cư với khoảng 140.000 hộ dân. Nhóm phương án thứ hai gồm 3 phương án: xây dựng đường cất hạ cánh số 3, nhà ga hành khách T4 ở phía bắc, nhà ga T3 ở phía nam. Trong nhóm này, phương án có tổng mức đầu tư thấp nhất là 100.961 tỷ đồng, cao nhất là 187.265 tỷ đồng, thời gian xây dựng từ 10 đến 15 năm. Nhóm phương án thứ 3 gồm 3 phương án: không xây mới đường cất hạ cánh, chỉ xây mới các nhà ga, sân đổ, khu kỹ thuật ở phía bắc, phía nam và cả hai phía bắc nam của sân bay. Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, sau khi nghiên cứu kỹ các phương án, thì nhóm phương án 3 là phù hợp, đảm bảo nhu cầu của người dân, đúng yêu cầu và nhanh chóng giải tỏa ùn tắc và có tổng mức đầu tư rẻ nhất. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện các phương án quy hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tuần tới. Nhằm giảm tối đa nguy cơ thất thu thuế tại các cửa hàng ăn uống, thì trong cuộc họp với Ban chỉ đạo chống thất thu thuế thì vừa qua, thì Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất phương án quản lý thuế các cửa hàng ăn uống bằng phần mềm. Ứng dụng này có thể chạy được trên nền tảng di động và nếu được thông qua thì một số nhà hàng lớn tại thành phố có thể sẽ phải thí điểm trước. Theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, phần mềm quản lý thuế của các cửa hàng ăn uống có thể chạy như một app ứng dụng trên điện thoại di động. Với app này, chủ cửa hàng có thể quản lý được tất cả hoạt động kinh doanh từ nhập nguyên liệu đến món ăn khách gọi và hóa đơn từng bàn, thậm chí có thể in hóa đơn bằng phần mềm này. Người tiêu dùng có thể đặt món trực tiếp trên app, qua đó cơ quan quản lý thuế có thể quản lý được hóa đơn và doanh thu của từng cửa hàng. Từ đó, việc xác định mức doanh thu tính thuế sẽ chính xác hơn, tránh nguy cơ bị gian lận thuế. Hiện nay triển khai cái phần mềm này thì nó cũng không có tốn kém gì nhiều. Các bước triển khai báo lên tuyến là cũng dự kiến là phối hợp với ủy ban nhân dân quận huyện và mình chọn mỗi quận huyện một vài cái nhà hàng ăn uống để mình triển khai trước. Cái đơn vị phần mềm viết phần mềm này thì với biết cũng sẽ test. Đề xuất này của Sở Công Thương đã nhận được sự đồng ý về chủ trương của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến. Phó Chủ tịch giao Sở xây dựng đề án chi tiết và báo cáo thành phố trong khoảng đầu tháng 3 tới. Hiện tại, đa phần người tiêu dùng thường không có nhu cầu lấy hóa đơn khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các quán ăn, nhà hàng, khách sạn, nên các đơn vị này cũng không xuất hóa đơn hoặc có xuất chỉ mang tính chất đối phó, dẫn đến thất thu cho ngân sách. Hồi giữa năm 2016, Tổng cục Thuế cũng đã lên kế hoạch triển khai thanh kiểm tra chống thất thu thuế đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại, ăn uống, dịch vụ. Bên cạnh việc lên kế hoạch triển khai phần mềm quản lý thuế tại các cơ sở ăn uống, Ban chỉ đạo chống thất thu thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch triển khai hàng loạt các giải pháp như dán tem lên đồng hồ tổng tại các cây xăng, rà soát lại các giao dịch có giá trị lớn qua ngân hàng, cũng như kiểm tra tình hình hoạt động các trang thương mại điện tử, các hộ kinh doanh cá thể nhằm đảm bảo đạt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017. Trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh được chính phủ giao chỉ tiêu thu gần 350.000 tỷ đồng, tăng 16% so với dự toán năm 2016.
Và đến với chương mục Mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số hơn 5.500 tỷ đồng thưa quý vị. Đây là tổng vốn đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng các chuỗi nông sản an toàn trong thời gian từ 2017 đến 2020. Mục tiêu của thành phố là từ nay đến 2020 sẽ xây dựng được 3 chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng tiêu thụ nông sản an toàn, gồm chuỗi rau, củ quả, chuỗi thịt heo và chuỗi thủy sản. Trong đó thì chuỗi thịt heo sẽ xây dựng 2 mô hình liên kết là liên kết dọc và liên kết ngang. Và từ 2017 đến 2019, thành phố sẽ tổ chức đánh giá các trang trại theo tiêu chí chuỗi an toàn thực phẩm. Sau đó thì các doanh nghiệp và trang trại sẽ tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, được tập huấn kỹ thuật, tổ chức liên kết với các khâu sản xuất v.v. Mục tiêu đến năm 2020 thì sẽ cung cấp được khoảng 3.000 con heo một ngày, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ thịt heo của thành phố Hồ Chí Minh. Còn về chuỗi rau củ quả thì sẽ xây dựng 4 loại mô hình chuỗi giá trị rau quả có sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia chuỗi liên kết rau quả đều được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, sơ chế, đóng gói, bảo quản. Mục tiêu đến năm 2020 thì chuỗi rau củ quả sẽ đáp ứng được 50% nhu cầu tiêu thụ rau quả của thành phố Hồ Chí Minh. Còn về chuỗi thủy sản thì mục tiêu đến năm 2020, chuỗi thủy sản sẽ đáp ứng trên 50% nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thành phố. Tổng kinh phí dự kiến cho việc xây dựng 3 chuỗi trên là 5.503 tỷ đồng, và trong đó thì vốn tổ chức cá nhân là 5.000 tỷ đồng, vốn ngân sách là 503 tỷ đồng. Vừa rồi là những tin tức nổi bật trong nước, và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đáng lưu ý tại thị trường châu Á. Trung Quốc và Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về vấn đề an ninh trên biển. Thượng Hải trở thành điểm đầu tư bất động sản hấp dẫn nhất châu Á.